Ninh, hiện đang là sinh viên năm nhất ở Ê Tạng Đàn 83. Đến với cuộc thi này thì em có dự định gì không? Thực sự thì đây là lần đầu tiên em tham dự một chương trình là có tầm cỡ như gọi là Sao Mai Con Rực Cờ. Anh thực sự là cũng rất là run và hơi thiếu tự tin một chút. Em tham gia chương trình với tinh thần giao lưu và gọi và đóng góp thời ca tiếng Hát. Chương trình rất là hoan nghênh em. Xin mời em trình diễn phần thi của mình. Phần thi hát bài Chữ Hẹn Bình Sơn. Thanh niên quê tôi làm chiếc gậy hành quân, đặt cho tên gọi là chiếc gậy Trường Sơn. Luyện cho đôi chân và đường xa không mỏi, luyện cho tinh thần và chỉ tiến không lùi. Gậy trong tay mồ hôi đã bóng, màu gỗ quê hương mang cả mối tình dân, như nhắn nhủ những ai lên đường mà lời hứa với bao người thân. Trường Sơn ơi, nơi núi mờ xa mà ta chưa qua, có suối reo, có gió ngàn cây, có dốc cao vượt sau mắt lôi, mây trắng quyện dưới chân bước bồi hồi, có nắng lửa đốt thiêu vách núi. Trường Sơn ơi, ta đến bên người với gậy quê hương. Trường Sơn ơi, trang chứa bao tình. Không sao em. Cảm ơn em đã hoàn thành xong phần thi của mình. Từ nay đến giờ đấy em là thí sinh thứ 12. Không, anh đến là thí sinh thứ 3. Hát trò phong cách là nhà cách mạng. Thứ 4 đúng không em? Cả anh nhớ lòng. Thì nói chung là anh thấy rằng tất cả em nữa là mọi người nào cũng trình diễn những bài hát rất là tốt. Thì theo em là em có những cái điểm mạnh nào mà khi em hát những cái bài phong cách nhạc đỏ này mà hơn những thí sinh khác? Em tự cảm thấy bản thân em có cái gì hơn những người khác? Thực sự thì theo các anh em không thể nói là có thể điểm mạnh nào hơn các những người khác, nhưng mà em xuất thân là bộ đội nên là cho em biết cái nhạc khác nhạc cái mạnh là tự tin khác nhạc cái mạnh. Về giọng hát của em thì cũng tốt nói chung, nhưng mà khi mà em lên cao đấy thì em nên chọn cái tông là thấp một chút xíu để lên cao để nó khỏi trường hợp tai nạn bị vẹn giọng. Ngoài ra thì cái cách anh thấy mỗi người khi hát nhạc đỏ thì thường đưa một cái cách truyền tải riêng của mình vào hát đó, thì em cũng có một cách truyền tải cũng rất là riêng so với những người khác. Chung vui đêm này cho trọn tình yêu thương, trọn tình quê hương, mai tôi về chúng mình đôi đường. Giờ phút phân thì ai lên đường ai vẫn vương. Mình thương nhau trong đời, thương nhau trong đời, yêu nước Việt mà thôi. Xin nhớ anh ơi. Bạn thấy luôn nhớ thấy căng thẳng chưa? Thế thấy bạn chạy mồ hôi rất là nhiều. Chứ là căng phòng, có thể là căng phòng máu. Chúng tôi chỉ sợ là bạn run thì ban giám khảo thôi. Nhưng giả sử như phải chọn lựa, khi mà giả sử như chúng tôi nói rằng là bạn được vào vòng trong, bạn sẽ chọn lựa những phong cách nhạc vàng hay là phong cách nhạc đỏ? Tức là nhưng giả sử như là Hương thích em hát nhạc vàng chẳng hạn, thì giả sử ban giám khảo thích như thế rồi, thế em giả sử vào vòng trong đi, để em hát theo sở thích của ban giám khảo hay là em thích hát theo sở thích của em? Không thể hát theo sở thích của em. Thì em thích thì em hát tốt được. Đúng rồi, chúng tôi rất là đánh giá cao vào cái phần lựa chọn đó của bạn. Thì mong rằng là sẽ gặp bạn vào những phòng thi sau. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Cảm ơn bạn.